điều này mình cảm thấy vui, ban giám khảo, ban tổ chức cũng nên vui đó, vì là càng gần về cuối thì thí sinh Hoa hậu Việt Nam, chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay được khán giả đánh giá rất là cao, cho nên là họ mới thể hiện sự tiếc nuối và có thể là tiếc tại sao cô này đẹp quá và xong vô mà lại là cái cô kia lại vô. Thì là ban tổ chức suy nghĩ gì về cái và có ý kiến gì về những cái điều mà khán giả họ cũng kêu có không hài lòng mà là họ tiếc nuối cho những cái thí sinh khác, và chị Dung có lời động viên là cho những thí sinh ví dụ như là bé Quyên hoặc là Ban Hương Oanh, Mai Chi, Đinh Khánh Hòa, họ sẽ có những cơ hội nào tiếp cho những cuộc thi tiếp theo nếu mà họ tham gia. Xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi đề nghị chị Dung nói sau nhé, cái này nhường trước hết cho nhà chuyên môn của ban giám khảo, mời phó trưởng ban Lý Nguyệt. Tôi nghĩ rằng là câu hỏi của bạn Cao Tùng rất là thú vị. Với vai trò là giám khảo thì quả thật là hôm nay ngồi đây cái cảm xúc của tôi cũng rất là lẫn lộn. Hôm nay thì tôi được mời tham gia với vai trò ở những cương vị khác nhau ba cuộc thi sắc đẹp. Thế và có thể nói như thế này, tôi thấy là các bạn trẻ bây giờ, các bạn thanh niên bây giờ tiếp cận với cả các cuộc thi sắc đẹp khác so với cả thời cách đây 10, thậm chí là 12 năm khi mà tôi bắt đầu chính thức tham gia ấn kỹ, và không có bạn nào là được sự đồng thuận 100%, không phải 100% đâu. Thế là dĩ nhiên ý, là chúng tôi lại tiếp tục trao đổi và phân tích tính toán đến nhiều những cái yếu tố để đánh giá một người con gái đẹp. Anh Sơn, chị Dung và chúng tôi cũng nhiều lần chia sẻ đấy, là một con người nói ngắn gọn ý, là vừa phải đẹp người, vừa đẹp nét. Đẹp người thì rõ rồi ạ, nhưng mà đẹp nét trong cái xã hội hiện đại ngày nay ấy, thì nó phải được hiểu rất rộng, không phải chỉ là công phu môn hạnh, ngoan hiền nữa, mà còn phải là một người có kiến thức tổng hợp, có ý chí vươn lên, có khả năng đóng góp những cái thuận lợi của mình, những thế mạnh của mình cho cộng đồng. Và không phải chỉ dừng lại cuộc thi hậu này đâu, các bạn ấy sẽ tiếp tục một hành trình mới, một hành trình chúng tôi nghĩ rằng còn trưởng thành, còn sâu sắc, còn rực rỡ hơn khi mà cái kỳ hoa hậu hoặc là những danh hiệu các bạn ấy giành được nó đã ở lại phía sau. Không biết là tôi chia sẻ thế có phải là đã là những thông tin hậu trường chưa? Thế còn là tất nhiên là trong top 10 chúng tôi nghĩ rằng là đấy là những bạn cũng xuất sắc nhất. Các bạn là 10 cô gái đẹp nhất đến từ rất nhiều những ứng viên, cũng không thua kém như các bạn đâu. Đấy. Và mỗi một bạn thì có cái năng lực bộc lộ thông qua những cái giải thưởng phụ, người có gương mặt đẹp nhất, người có người đẹp truyền thông, rồi là các danh hiệu khác, đều cái sự đồng đều một bạn. Và các cái top như là top 20, top 10, top 5 là qua các phiên họp của ban giám khảo là liên tục có những bạn vào ra. Hôm nay thì bạn ấy vào, từ ngày mai thì bạn ấy lại ra. Qua cái diễn biến, cái quá trình của thi và cái đánh giá của ban giám khảo thì đúng là một cái sự đánh giá toàn diện. Thực sự thì tôi câu hỏi tôi cũng hiểu ý câu hỏi của bạn cũng hiểu. Ngay cả các bạn đang ngồi dưới, bảy bạn ngồi dưới đây, có những bạn về mặt nhan sắc bề ngoài cũng đáng là hoa hậu. Đấy. Tuy nhiên là xét về tổng thể mà ban tổ chức và ban giám khảo trong suốt một quá trình theo dõi mấy tháng trời và được cái sự cung cấp của tất cả các tiểu ban chuyên môn thì thấy rằng là ba bạn ngồi trên thì là xứng đáng hơn, bởi vì các bạn có sự kết hợp ở một cách gọi là tương đối hài hòa hơn, tốt hơn những cái yếu tố từ ngoại hình đến những cái phẩm chất bên trong. Và trên bên trong thì như anh Nguyên nói gồm rất nhiều mặt, từ tri thức, phong văn hóa, khả năng ứng xử, cho đến hành vi, rồi chúng tôi đánh giá cả cái tiềm năng của thí sinh có thể đóng góp gì cho những hoạt động tới đây, khiến cho cũng có một hai thành viên ban giám khảo cũng có băn khoăn nhất định trao đổi. Nhưng mà tôi nói các bạn ơi, chúng ta là những người biết rõ nhất các cô gái này, tại sao chúng ta lại để cho những người không biết người ta tác động đến cái quyết định của chúng ta? Thế thì lại lập tức lại ổn định lại. Thì đấy là cái gọi là hậu trường của chấm thi.
tôi xin tiết lộ đến như vậy. Cảm ơn tất cả các khán giả ngày hôm qua đã ủng hộ cho hầu hết các thí sinh của top 10. Và cũng có nhiều câu hỏi, không phải chỉ là phóng viên hỏi đâu, có nhiều người cũng nhắn tin cho tôi là hỏi tại sao Bé Nguyên không nằm trong top 5, hay là tại sao Giáng My không nằm trong top 5, Hương Giang không trong top 5, ví dụ vậy, và rất nhiều các câu hỏi khác. Thì đây cũng là những người mà tôi thấy rằng là cũng không biết các bạn này, và cũng không có bà câu, không có liên quan gì, là những người bạn của tôi, là những người thân của tôi. Thì tôi thấy điều đó thể hiện là truyền thông cũng đã truyền thông cho các em rất tốt, cũng đã giúp chúng tôi lan tỏa các em tới với lại khán giả công chúng nói chung. Thì thật ra chúng ta đã đến với một cuộc thi thì chúng ta sẽ, tôi cũng luôn nói với các em rằng là đi thi thì chúng ta phải chấp nhận cái sự nghiệt ngã của cuộc thi, là kiểu gì rồi cũng sẽ có một hoa hậu và ai hai á hậu. Chúng ta sẽ phải rèn luyện cho mình cái bản lĩnh để tiếp nhận được vương miện, và rèn luyện cho mình cái sự bản lĩnh mạnh mẽ để chấp nhận cái sự không được cái giải nào của mình cả. Và hôm qua hoa hậu Liên Lục Địa Bảo Ngọc có nói rằng là chúng ta không có thất bại, không hề thất bại, chỉ là một cái sự dừng chân ở một cái sân chơi này, và nó sẽ lại mở ra cho chúng ta một cái sân chơi mới. Các bạn có thể thấy Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã từng không vào top của cuộc thi Miss World Việt Nam, bởi vì lúc đó bạn đã chưa thật sự chín mùi, bạn chưa thật sự đủ cái bản lĩnh, chưa thật sự đủ hết mọi thứ để có thể trao vương miện cho bạn. Và sau một thời gian bạn tiền luyện tập, bạn cho mình cái cơ hội để bạn trưởng thành hơn, bạn nỗ lực hơn, thì bạn đã có danh vị ở vương miện hoa hậu Việt Nam. Hay chúng tôi có thể liệt kê lại, Đỗ Mỹ Linh cũng từng thất bại ở một cuộc thi khác rồi mới đăng quang hoa hậu Việt Nam. Mai Phương cũng từng dừng lại ở top 5 hoa hậu Việt Nam nhưng lại đăng quang ở Miss World Việt Nam. Và tôi cho rằng đó không phải là chúng ta thiếu thí sinh, hay đó không phải là chúng ta một bất kỳ lý do gì hết, mà đó là cái lý do lớn nhất, đó là các bạn đã trưởng thành hơn, các bạn đã tốt hơn so với cái phiên bản của bạn trước đó. Và sáng nay lúc mà nói chuyện với các bạn này ở ngoài lobby thì tôi cũng có nói rằng là các em đừng có buồn, các em đừng có cảm thấy mình bị thất vọng. Bởi vì một cái câu kinh điển mà mọi người hay nói là cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Và chúng ta còn quá trẻ, chúng ta không thể nào dễ dàng có được thành công như vậy. Khi chúng ta dễ dàng có thành công là bởi vì có thể chúng ta đã rơi vào được một cái ngôi sao quá tốt trong cái bối cảnh là mình vốn đã tốt rồi. Còn lại thì mình phải nỗ lực, mình phải tập luyện. Và các em ở đây cũng đã hứa với chị Dung là sẽ không buồn, sẽ mạnh mẽ để mà tiếp tục tập luyện, để mà còn tham gia trong những cái cuộc thi kế tiếp, hoặc là nếu mình có đam mê trong lĩnh vực này thì mình sẽ lại nỗ lực thêm một vài lần nữa để thử xem mình thật sự có duyên hay không. Và các bạn đều cảm thấy rất là vui vẻ, hào hứng với việc này. Và tôi cho rằng đây chính là một cái năng lượng tích cực để các bạn tiếp tục phấn đấu, các bạn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và thật ra ban giám khảo, ban tổ chức chúng tôi rất là tinh mắt. Sau cái phần công bố top 10, top 15, top 20, chúng tôi không chỉ quan sát những bạn vào trong đâu, chúng tôi còn quan sát cả những bạn không vào top trong để mà xem là cái thái độ các bạn như thế nào, cái tinh thần của các bạn trong cái cuộc chiến này như thế nào. Khi chúng ta đã không vào sau nữa thì chúng ta vẫn còn tinh thần hay không? Bởi vì chúng ta còn quá trẻ và chúng ta đến với cuộc thi lần đầu, hoặc là lần thứ hai, chúng ta còn quá nhiều cơ hội. Nếu chúng ta để cho mình tụt mút, tụt dốc thì thực sự là chúng tôi cũng sẽ khó mà đánh giá bạn cao ở những cái cuộc thi kế tiếp. Chúng tôi phải nhìn thấy cái năng lượng khi không đi tiếp của các bạn nó như thế nào để biết rằng các bạn có đi tiếp được hay không. Cho nên là chúng tôi có cho các bạn ở cơ hội ở những năm sau hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự nỗ lực của các bạn. Vì như chú Sơn nói là, như anh Sơn nói là tất cả các em vào top 10 thì đều có cơ hội để vào top 5 cả. Mà ba bạn có lẽ là người mà các bạn nghe nhất chính là cái cô gái này, chứ không phải chúng tôi, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ nhá, sẽ quay lại câu hỏi đây. Tức là bây giờ đấy, bà lúc nãy không biết là anh chị phóng viên ở báo, cũng như là báo VH, đúng không? Và có rất nhiều hoa hậu thì các bạn sẽ phải làm gì để người ta không quên mình, không nhận cho bạn? Đấy. Dạ em cảm ơn câu hỏi của anh. Của chị, em xin lỗi, em cảm ơn câu hỏi của chị. Và sau đây là câu trả lời của em. Thực ra từ lúc đăng quang cho đến tận bây giờ,
em chưa kịp nghĩ đến là mình có tham vọng để khán giả nhớ đến mình, mà em chỉ nghĩ là mình phải làm thật tốt để có thể bảo vệ danh hiệu, danh giá và uy tín này, cũng như là chị Đỗ Thị Hà rất là chăm chút cũng như là cố gắng hết sức mình để hoàn thiện sứ mệnh của mình. Thì em điều em đáng lo nhất đó chính là em phải làm sao để có thể tiếp nối chị hoàn thiện và không để cho chị thất vọng. Thì em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thật ra thì bây giờ đúng là có rất là nhiều các cuộc thi hoa hậu, và em nghĩ rằng là cuộc thi hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi vô cùng uy tín và vô cùng đánh giá, và những hoa á hậu xuất thân từ cuộc thi hoa hậu Việt Nam thì đều có một cái chỗ đứng nhất định. Và các cuộc thi và bên phía công ty Thiên Vàng cũng như là về bên phía ban tổ chức thì cũng luôn luôn hướng bọn em theo cái phong cách cũng như là con đường mà bọn em mong muốn phát triển bản thân. Ví dụ như chị Kiều Loan thì chị Kiều Loan hát rất là hay, nên là công ty cũng có phát triển cho chị Kiều Loan theo hướng ca sĩ. Hay như là Hoa hậu Tiểu Vi thì gần đây cũng phát triển bản thân mình theo hướng điện ảnh hơn. Chính vì thế nên là em nghĩ rằng là về bên phía cả bản thân em cũng như là về bên phía cả công ty thì cũng sẽ luôn luôn làm mấy hình ảnh để bọn em có thể đến gần hơn với công chúng và có thể không bị nhạt nhòa ở tuổi một đám đông với rất nhiều các khoa á hậu hiện nay ạ. Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì cũng vừa rồi thì hai chị hoa hậu Thanh Thủy cũng như là chị á hậu Thủy Linh cũng đã nói lên cái suy nghĩ của mình, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng nghĩ rằng là ngày nay thì cũng có rất là nhiều hoa á hậu mà họ không chỉ đẹp mà còn rất là tài giỏi, họ tri thức và họ hội tụ đủ rất là nhiều những cái yếu tố. Nhưng bên cạnh đó họ nghĩ rằng là cái quan trọng nhất chính là cái năng lượng và cái mà họ có thể lan tỏa được nhiều giá trị đến mọi người. Thì đó chính là cái mà họ nghĩ rằng là cái bông hoa đó mới thật sự nổi bật. Và bên cạnh đó thì mỗi người hãy là chính mình, đừng cố gắng phải chạy theo một hình ảnh hay là một hình tượng nào đó. Hãy là chính mình thì đó, hãy là chính mình thì đó mới là cái mà khiến cho chúng ta thật sự nổi bật trước những bông hoa xinh đẹp khác. Xin cảm ơn. Tất nhiên thì chúng ta sẽ có những quan điểm riêng về cô này đẹp hơn cô này, cô này kém sắc hơn chẳng hạn.